ما هو التوحيد؟ التوحيد لجي هو إفراد الله، يفرد الله ولا يجعل معه شريك، إفراد الله سبحانه وتعالى بما يقتص به من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد đó chính là việc chúng ta tôn thờ duy nhất một thượng đế Allah, tôn thờ bằng Uluhiyah, tôn thờ bằng Rububiyah và tôn thờ bằng những đức và bằng những tên và tính chất của Ngài. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله أن الله هو الخالق هو الرازق. نعم. Rububiyah đó chính là chúng ta tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta tin tưởng Ngài bằng những việc làm mà Ngài đã làm. Như là Ngài đã tạo hóa ra chúng ta, Ngài đã ban ơn phước chúng ta, Ngài đã ban những rizki cho chúng ta. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة لا نعبد إلا الله. Và توحيد Uluhiyah đó chính là chúng ta tin tưởng, chúng ta tôn thờ duy nhất một thượng đế Allah bằng ibadah và không tôn thờ một ai khác ngoài Allah subhanahu wa ta'ala. توحيد الأسماء والصفات نفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات خاصة به سبحانه وتعالى لا يمكن أن الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. وتوحيد أسماء والصفات لكن chúng ta tôn thờ duy nhất một thần đế Allah سبحانه وتعالى bằng những danh xưng và bằng những đặc tính riêng biệt của Ngài mà không có bất kỳ tạo hóa nào có thể so sánh được với Ngài. نصف الله سبحانه وتعالى بالصفات الكمال. Và những đặc tính của Allah subhanahu wa ta'ala đó như là những đặc tính toàn vẹn, những đặc tính vượt trội nhất mà không có bất kỳ tạo hóa nào có thể so sánh được. لأننا نعبد رب كامل الصفات. Bởi vì chúng ta tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala bằng những đặc tính toàn vẹn đó.